Vũ Quý Hậu Nhiên, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình đặc biệt của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Hậu Nhiên. Xin chào chị Ngọc Lan. À, thưa quý vị, cách đây 3 tuần thì chúng tôi cũng đã xuất hiện ở trong chương trình này để mà trình bày về cái sự việc liên quan đến chùa Bát Nhã. À, sau 3 tuần với những cái thông tin mà chúng tôi đã tìm tòi cập nhật thêm thì đến giờ phút này có thể nói một câu nghe có khá là phủ phàng nhưng mà ngọc lan nghĩ cái điều đó nó là một sự thật rất là đau lòng đó là cộng đồng người việt ở vùng orange county hay là phật tử chùa bát nhã thực sự đã mất trắng chùa bát nhã à, tại sao lại có thể nói một cách à, khẳng định như vậy đó là qua những gì mà chúng tôi đã đi tìm hiểu trong thời gian vừa qua à, đầu tiên hết á à, quý vị nhớ là trong thời gian vừa qua sau khi mà à, anh Hậu Nhiên cùng với Ngọc Lan đã trình bày về từng cái bước một tại sao mà có từ cái vụ kiện trụ trì chùa bát Nhã Thích Nguyên Trí rồi dẫn đến song song với đó là những cái vụ mà sang nhượng chùa bát Nhã ra làm sao, những cái khoản tiền mượn như thế nào dần dần đến cái chỗ là vào tháng 9 của năm 2022 thì sư cô Huệ Chiếu lúc đó trong vai trò là trụ trì của chùa bát Nhã đã tự sang tên chùa Bát Nhã qua chủ quyền cho cá nhân của mình rồi xong rồi mang đi để mượn có số tiền là 1 triệu 7 và không có trả những cái khoản tiền theo đề nghị, theo yêu cầu cho nên dẫn đến cái việc là tháng 11 của năm 2023 thì chùa đó đã bị nhà băng phát mãi đưa ra tuyên bố là sẽ bán đấu giá và cái việc mà bán đấu giá đó đã được thực hiện vào tháng 12 của năm 2023 rồi tiếp theo đó thì một loạt cái sự việc nó diễn ra nói rằng là tất cả những người ở trong chùa không hề biết à, sau khi mọi việc nó đã à, diễn ra như vậy rồi à, tin tức đã lên như thế thì về phía ở bên chùa bát nhã đó à, thật sự cho đến giờ phút này một cái thông báo nào chính thức từ chùa bát nhã đưa ra một cái dạng thông cáo báo chí hoàn toàn không có hoàn toàn không có một cái thông báo nào hết ngoại trừ À, những cái tin tức mà à, do lý đô sài gòn tv đưa ra là chúng tôi gọi điện nói chuyện được với ông huỳnh tấn lê có thể nói là cái người đại diện cho chùa bát nhã rồi à, những cái kênh khác thì qua lời phát biểu cũng từ một người khác chứ không phải là trực tiếp từ ông huỳnh tấn lê à, chúng tôi đã có theo theo như những gì mà ông huỳnh tấn lê cho chúng tôi biết thì việc mà trụ trì của chùa Bát Nhã khi đó là sư cô Huệ Chiếu đã bị bãi nhiệm tức là không bị cách chức không còn giữ chức chức vụ trụ trì nữa à, không còn giữ chức vụ trụ trì thì hiện bây giờ chùa Bát Nhã ai đang là trụ trì thì câu trả lời của ông Huỳnh Tấn Lê đối cho liều Sài Gòn TV cách đây hai ngày đó là hiện giờ chùa không có ai là trụ trì hết và cái ban điều hành của chùa Bát Nhã lúc mà chúng tôi đưa tin tức đó thì lúc đó có sư cô Huệ Chiếu là trong vai trò là CEO có anh Huy Nguyễn là trong vai trò là người thư ký và có cô Lan Nguyễn là trong vai trò là người thủ quỹ nhưng mà bây giờ toàn bộ cái ban này cũng đã được thay đổi và cái thay đổi đó nó diễn ra như thế nào thì mời anh Hội Nhiên bản mà chùa phải nộp cho tiểu bang là vì chùa trên giấy tờ là một dạng cơ quan um... Uh, non profit tức là phi lợi nhuận mà một cơ quan phi lợi nhuận thì mỗi năm đều phải nộp giấy tờ với tiểu bang, nộp giấy tờ với liên bang và tất cả những cái giấy tờ đó đều uh, phải được công bố tức là thí dụ như là mình là một cơ quan uh, một cơ sở làm ăn, thí dụ như là Đài Lưu Sài Gòn TV nộp thuế thì cái đó chỉ có Lưu Sài Gòn TV với sở thuế biết với nhau thôi, nhưng mà đối với một cơ sở phi lợi nhuận thì những cái gì họ nộp lên liên bang, những cái gì họ nộp lên tiểu bang thì đều phải được công bố. Cho nên trước đây ấy, thì họ nộp cái tờ gọi là statement of information. Họ liệt kê hình như hồi nãy cô chị Ngọc Lan có nói là có sự cổ hệ chiếu của anh, anh uh, Tuấn Anh Huy Nguyễn. Yeah. Uh, rồi cô Lan Nguyễn thì vào ngày 3 uh, xin lỗi, 1 tây tháng 3, vào ngày 1 tây tháng 3 năm 2024 thì ông Huỳnh Tuấn Lê là người ký tên ở dưới đây trong cái bản uh, statement of information đã nộp một bản mới trong đó liệt kê ba người hoàn toàn mới là CEO là một người tên là Quốc Minh Lê tức là người coi như tổng giám đốc của cái cơ sở mà gọi là Bát Nhã Meditation Temple là tên giấy tờ của chủ Bát Nhã đó à, người thủ quỹ hay là Chief Financial Officer là Hoa Thi Đinh có lẽ là Định Thị Hoa Đinh Thị Hoa Đinh Thị Hòa gì đó à, và một người thư ký là Thuy Hoa Thi Hô Thụy. Thủy Hoa, Hồ Thị Thúy Hoa hay là một cái tên Việt Nam có lẽ là một Hồ Thủy Thủy Hoa hay là gì đó à, và người mà chính thức đại nhận đại diện để mà nhận các loại giấy tờ và thư từ của tòa thì được ghi là cá nhân ông Huỳnh Tân Lê với địa chỉ của ông ở đường Spurgeon tức là cái chỗ business của ông à, cho nên coi như là tóm tắt lại là coi như là bà Lan Nguyễn với lại ông anh Tuấn Huy Nguyễn là hai người mà đã bị đem ra làm chứng ở tòa cùng với ông Huỳnh Tấn Lê này nọ trong vụ kiện của hai cô gái mà bị thầy Thích Quyền trí sàm sỡ hồi nhỏ đấy thì là mấy người đó bây giờ bảo tôi không chơi nữa, à, à, có thể mình cứ giả sử là hai mấy người đó bảo tôi không chơi nữa hoặc là ông Huỳnh Tấn Lê mời họ đi ra chỗ khác à, thì bây giờ là ba người mới ngồi vào cái ghế này à, ghế của một cái cơ sở phi lợi nhuận mà hiện giờ tài sản coi như không có gì hết. tài sản của chùa bát nhã lớn nhất nhà cái chùa có cái bank account, bank account trong đó có mấy trăm ngàn đấy thì cũng không phải nhỏ gì nhưng mà cái chùa là nhiều triệu. anh hỏi như vừa mới trình bày là những cái ban bệ cũ tức là lúc đầu á khi chúng tôi đề cập đến tin tức này thì khi đó còn lại cái thành phần mà ban điều hành cũ thì có người CEO là sư cô Huệ Chiếu, rồi anh Tuấn Huy Nguyễn là thư ký và cô Lan Nguyễn là người thủ quỹ. thì sau đó Ngọc Lan có liên lạc gọi được cho cô Lan Nguyễn để lúc đó muốn hỏi về cái chuyện là chùa xảy ra như thế nào, thì lúc đó cô Lan Nguyễn chỉ trả lời qua điện thoại là tất cả thì giáo hội yêu cầu tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế đó, ngoài ra tôi không biết gì hết. đó thì cô Lan Nguyễn chỉ trả lời như vậy. À, anh Tuấn Nguyễn thì Ngọc Lan đã gọi điện thoại cũng như nhắn tin nhiều lần và muốn để hỏi đến chuyện chùa Bát Nhã nhưng mà không hề bất kỳ có một cái phản hồi nào hết và đến bây giờ thì à, toàn bộ là cái ban bệ này đã thay đổi hết rồi à, không chỉ là thay đổi này không thì chúng ta thấy đầu tiên là không thay đổi à, thay đổi hết à, có CEO có thủ quỹ có thư ký nhưng chùa Bát Nhã không có trụ trì hiện bây giờ chùa Bát Nhã không có trụ trì nha. À, hỏi ông Huỳnh Tấn Lê thì ông Huỳnh Tấn Lê nói là hiện giờ là không có trụ trì. Và bây giờ tiếp cái phần tiếp theo đó là về cái chùa đó. Thì bây giờ làm sao? À, Ngọc Lan cũng đã đến gặp ở phía người mà đứng ra để mua cái chùa này. À, người đứng ra mua cái chùa này trên giấy tờ đó là Tiffany Phạm. Là một cái quỹ mà trong đó người đại diện là cô Tiffany Phạm. Cái quỹ đó thì có tên là uh, First Street Church 4717 West tức là mình hiểu ấy, là ở Mỹ mà khi mà người ta mua tài sản đấy thì nhiều khi người ta không có muốn đứng tên cá nhân vì 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 nhiều lý do lắm trong đó thuế tối thiểu là thuế là một à, thành ra người ta mới đặt nó vào trong cái trust thì cái người nào mà ta đầu tư nhiều ấy thì người ta mua cái nhà này người ta đặt một cái trust cho nó nhà kia đặt một cái trust cho nó rồi nhiều quá không biết nhớ làm sao thì mới đặt tên cái trust vào cái địa chỉ nhà luôn thành ra cái trust mà đứng ra mua cái chùa này ấy, họ đặt tên là First Street số 4717 West tức là địa chỉ của chùa là 4717 West First Street. Cái trust đó có người đại diện, có người xin lỗi, có người quản lý là người trustee đấy, là một người tên là Tiffany Phạm. Người đó coi như là người người quản lý và đại diện nó với trên mọi uh, trên mọi phương diện nhưng mà cái người mà lập ra cái trust đó và có phiếu trong cái trust đó này nọ vân vân thì là mình coi như là một trong những lý do ta lập cái trust là để cho mình không biết những người đó là ai yeah. uh, tức là mình không có biết cụ thể cái trust đó là có bao nhiêu thành viên trong đó mình chỉ biết cái người đại diện là cô tiffany phạm uh, tuy nhiên cô tiffany phạm thì không trả lời trực tiếp uh, với ngọc lan mà người trả lời trực tiếp với ngọc lan coi như là đại diện cho chủ nhân đã mua chùa bát nhã đó là bác sĩ michael đào uh, bác sĩ michael đào cho biết rằng là người anh cả của bác sĩ là người đã đứng ra mua cái chùa này ở trong một cái phiên đấu giá vào tháng 12 của năm 2023 à, quý vị à, cùng với à, chúng tôi sẽ xem cái phần mà trình bày của bác sĩ Michael Đào. Xin chào bác sĩ Xin chào Ngọc Lan và xin kính chào quý vị thính, thính giả à, bây giờ thì bác sĩ có thể cho Ngọc Lan biết á, là cái việc mà ừ. ok chính ừ. xác là người nào đã mua lại được ừ. uh, chùa Bát Nhã trong cái ừ. cuộc bán đấu giá vào tháng 12 vừa qua à, Đó là ông Anh Cả ừ. Ông Anh Cả uh, mua được cái chùa đó cũng theo dõi một vài tháng thì cộng Lan cũng như quý vị biết là khi mà một cái uh, bất động sản á, mà họ lên đấu giá đó họ phải uh, list ra trong trên cái MLS, list ra cái chỗ nào mà chỗ mà những người đấu giá đó, thì ai cũng biết được hết đó à, Đó là public Open, thì ai cũng có quyền mở lên coi. Muốn đi đấu giá thì đến chỗ mà gọi là Santa Ana Court á, thì đến trước mặt đó, rồi mang tiền đến cho cái người đấu giá họ coi cái tiền của mình xong rồi mình đầu mình đấu. Cái ngày mà bán đấu giá như vậy á thì có có nhiều người đến mua không, bác sĩ. Uhm, cũng may mắn cũng có hai người thôi, hai ba người nhưng mà hai người đấu thôi. Thì lúc mà cái hôm đấu giá đó là cái theo cái nợ của chùa là nợ có một triệu bảy thôi. Nhưng mà rồi không uh, trả thì họ bắt đầu họ phạt, họ bắt đầu starting bid là 2 triệu 2 ừ. Là starting bid Mà yeah. rồi đấu tới gần 3 triệu 6, triệu 7 gì đó ừ. Thì uh, là ông anh ông thắng Dạ yeah. Ông thắng cái đó ừ. Thành ra cái còn dư lại, nhớ là cho hạn nghe không Nợ 2 triệu 2 uh, Mà trừ ra thì khoảng 1 triệu 4 gì đó Nó trả lại chùa Tới nhà băng á, nhà ừ. băng kéo, đây là của nhà băng Dạ yeah. Nó kéo Xong nó sẽ trả lại chùa cái phần different Ừ. Thành ra chùa thứ nhất đầu tiên là có 11 triệu 7 cộng cho 1 triệu 4 này nữa. Là chùa có khoảng 3 triệu 1. Bán đấu giá ừ. cái chùa này là ừ. được 3 triệu 6. ra dạ. đó. Dạ. Ừ. Thì người ta trừ ra cái tiền mà chùa nợ. Đúng. Rồi xong rồi còn như bao nhiêu? Trả người chùa. Ta trả lại chùa. Đúng. Và cái số tiền này đã được trả chưa? Trả rồi. Trả rồi. rồi. Nó trả ngay lập tức ngày một tuần sau. Không oh, Ok. Thì yeah. ra hiện tại bây giờ là mình có những câu hỏi. Tại sao chùa bị bán? yeah. Thì bị 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 kéo bây nhà băng kéo yeah. hồi xưa hồi xưa chùa ở không có nợ mm. tức là trước khi chùa bảy này là chùa là free and clear chắc mọi người đã biết là chùa là free and clear mà thì cái đó là nội bộ của trong chùa mm. thì mình không dám nói mình có thể speculate đúng không mình có thể speculate theo cái cái tham tham lai nhưng mà rồi ở tụi này anh em tụi này á uh, anh ông anh á uh, ông đã đến chùa 3 lần để try to nói chuyện với một người đại diện của chùa để coi như thế nào tại vì ta sợ hãi nó nói, ok à, Phật tử hoang mang nghĩ là ồ sợ người ta mua rồi người ta phá chùa hay đập chùa hay xây cái gì đó thì nó không đúng nếu mà yes cái người Mỹ mà họ mua mà đấu giá với my brother mà mua được yes họ sẽ làm như vậy họ là de developer cái nghĩa là developer họ làm như vậy còn my brother thường thường là mua xong sửa lại cho mướn lại thì uh, có đến đó ba lần những show nói chuyện với một người nào đại diện đó mà không ai nói chuyện hết. Um, thành ra hiện tại bây giờ thì như là chùa là một cái rắn không đầu vậy, không có người đại diện. Qua cái thời gian mà mà gọi là eviction rồi đó, thì sao? Làm gì? Đó. Thành ra quan trọng nhất bây giờ phật tử, phật tử phải làm việc với nhau, rồi đại diện cho một cái nhóm một điều hành mới tại những uh, ban điều hành cũ. Không giải thích được những cái mất mát này thì không để nên để ban điều hành cũ để mà làm việc cái này nữa Ngọc Lan muốn hỏi đó là lúc mà anh, ừ. anh của bác sĩ, anh ừ. Thomas à? Không phải Thomas. Ok. Là anh, cả. Ừ, anh cả. Thomas à? Uh, yeah. anh cả. Dạ, lúc mà đi đến, cái lúc mà mua đó, ừ. lúc mà mua trước khi mua đó, yeah. thì có biết là mình đang mua cái chùa không? Cái là cái property yes. Biết, đi ngang. là. Always, cái... mình ừ. trước khi mà mình muốn mua cái gì, đó, mình yeah. phải đi lái ngang. Những cái nhà mà gọi là đấu giá nó không cho mình vô coi đâu. Ok. Thì mình đi ngang mình lái thôi, mình thấy cái chance. Nhiều cái nhà đấu giá chẳng hạn mình mua đó trong đó họ phá họ đổ xi măng trong phòng tắm đủ thứ đó. mình cũng ráng chịu không làm gì được hết yeah. mình nhớ yes, đi ngang là thấy cái property it's a property dạ yeah. đã biết trước cái chỗ mình mua là chùa bát nhã thì lúc đó không biết mm. là uh, mọi người trong nhà có thắc mắc của sao cái chùa mà lại đi bán thắc mắc cái đó trước thì, thì uh, có biết chứ cũng biết thắc mắc cũng thắc mắc thì uh, of course mình nhiều cũng uh, um, nghĩa là thứ nhất là là mình có cái bát kết này là nhà, nhà, nhà chùa mượn tiền mà không trả yeah thì ông anh không có coi sơ sơ lại ông thấy những cái mà dự kiện á mm. uh, nó đi chung với nhau, mình không dám accuse mọi người nhưng mà mình speculate yeah. thôi mm. những dự kiện nó đi nó follow theo đúng như cái mà cái có một người là những người ta plan sẵn tức yeah. uh, là người ta có um, purposely là cố ý để làm như vậy một triệu yeah. bảy mm. thì mà phật tử cho là duy sức trả một triệu mm. bảy và mm. hàng tháng nhưng mà tại sao mượn triệu bảy mm. chùa đã phiên gly mượn làm gì mượn cái dự án gì. Yeah. Đó thì đó mình phải có cái có những cái plan mượn mà để xây lại chùa hay để xây gì có dự án gì vậy hay không? Mượn xong rồi không trả tiền. Mm. Thì Thì có nhà măng phải kéo ở Mỹ mà mình đâu yeah. có. Bây giờ mình phải có hai phải có hai cái 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 khía cạnh. Cái thứ nhất á là trước nhất là phải có một hội đồng, một người đại diện để mà nói chuyện với người chủ mới để mình kéo dài mình mượn lại mình ly mình mướn lại từng tháng từng tháng cũng được không cần phải ký. Mướn lại để rồi mình giải quyết một cái bang khác một bang á, là mình nói chuyện với lại cái người owner mới một cái bang mới á, là mình sẽ mướn một gọi là forensic accountant ừ. họ truy tất cả những cái tiền bạc hết yeah. trong mấy năm vừa qua họ truy ừ. tiền một triệu bảy đi đâu ừ. nếu mà ở mỹ á, có mua là có bị có có cái mà giờ dùng tiền mặt họ lấy tiền mặt xong họ giấu như mất thì không có racket. nhưng mà họ dùng triệu bảy này mua nhà mua cửa mua gì là có hết hay dùng triệu tư này để gửi đến rồi cả băng trả lại rồi mà dùng với mua này mua nọ là cũng sẽ chơi được hết mình cũng đã có một gửi một cái thông báo cho biết yeah. là trong 90 ngày ừ. thì Đấy. nếu không có cái thỏa thuận gì hết thì phải dọn ra thì, thì cái điều dạ. đó đúng không ạ thì uh, mối soi luật lệ thì, uh, yeah. thì uh, nhưng mà rồi of course cái gì phải negotiate được hết đóng một cái chùa phải là cái yeah. cái là cái không những là chuyện lớn mà. không chuyện yeah. nhỏ anh đã biết là of course uh, my brother anh uh, em là anh của Michael lúc nào cũng sẵn sàng với nếu mà nói chuyện để thương lượng với chùa để mà giữ lại cái chùa tại vì có nhiều người họ đã có người thân ở đó hoặc là một cái nơi tâm linh để mà họ 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 thờ 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 phụng yeah. mặc dù á mình không cần thờ cái mình không có phải cung phụng cái người thầy đó nữa, nữa hay người sư cô nữa mà là phật với lại với lại như vậy. À, Phật Bà Quan Âm như vậy chứ không phải là một người chủ trì ở đó mà là mình mình thờ phượng họ yeah. Tức là ừ. bên ừ. bên uh, gia đình của bác sĩ um, Michael sẽ sẵn sàng ừ. có thể là cho thuê lại cho thuê hoặc lại. là nếu bán lại nếu bán lại đúng không hết. bán lại thì yeah, the theo price, giá thỏa thuận the price is right <laughs> có nghĩa là It theo giá phải, phải fair thỏa thuận. price yeah đúng fair rồi. market cái price cái này là coi như là một cái cái, cái giao dịch đúng không yeah. right? business yeah. thì fair yeah. business price yeah. mà mm. có nhất cao được không sao tại vì nó chùa okay yeah I'm sure my brother will you know, có cái chàng fair market price như vậy miễn chị bớt giờ không sao thì ví dụ như từ đây cho đến ngày theo ừ. như nói là nếu mà 90 ngày thì, thì cái thời điểm sẽ là ừ. ngày 5 tháng 4 là đến ừ, thời điểm đó rồi. mà nếu như bên đó không có một cái động tĩnh gì hết thì mình sẽ làm gì ạ nếu mà tụi này là chủ rồi cái gì nó mà ông anh ông chủ rồi ông take over ừ. thì thì mình có thể nói chuyện với phật tử được hẳn ừ. có thể mình có cái là cái option tại vì những người hiện tại bây giờ sẽ được, bị bị ra không còn ừ. nữa ừ. thành ừ. ra ông anh ông đứng là là ông là người chủ ông có thể ừ. offer cho những phật tử Phật tử mà đồng ý muốn thì mình cử ra một ban đó thì quyên tiền mướn lại cũng rất dễ dàng. Tại vì những người cũ này sẽ phải đi ra. Không còn chủ nữa. Quý vị vừa mới nghe cái phần mà phỏng vấn của Ngọc Lan đối với lại bác sĩ Michael Đào. Cũng trong cái phần đó thì quý vị cũng đã nghe là bác sĩ Michael Đào cho biết rằng là chủ nhân mới của chùa đã đến chùa Bát Nhã 3 lần kể từ khi mua cái chùa đó để với ý muốn là liên lạc với những người nào có thẩm quyền của chùa Bát Nhã để xem coi là bây giờ chùa Bát Nhã muốn như thế nào muốn mướn lại hay là muốn mua lại vân vân tuy nhiên cho đến giờ phút mà ngọc cái cuộc nói chuyện đó diễn ra vào ngày thứ tư 13 tây tháng 3 đó thì cũng không nhận được bất kỳ một cái phản hồi nào từ phía chùa Bát Nhã hết trong khi đó thì khi mà Ngọc Lan gọi điện nói chuyện với lại ông Huỳnh Tấn Lê cũng trong ngày 13 tháng 3 thì ông Huỳnh Tấn Lê cho biết rằng là ô, ông cũng đang xúc tiến cái việc là sẽ mua lại cái chùa, trước sao phải giữ lại cái chùa và nói rằng là ông không hề biết gì đến cái chuyện mà bên uh, những người chủ mới đến liên lạc, có nghĩa là không biết gì hết. À, nói nói là không biết thì là cũng uh, cũng có thể chỉ là một cái cách nói thôi. Uh, tại vì bây giờ cái giả sử bây giờ cứ giả sử là ông Huỳnh Tấn Lê uh, nói đúng là người chủ nhân mới họ đến bà chùa ba lần họ nhìn quanh họ hỏi có ai phụ trách cái gì ở đây không thì mọi người lắc đầu bảo ồ tôi không biết ai là người phụ trách cái điều đó thì có thể là có thiệt đi nhưng mà tối thiểu ấy, là vài ngày sau khi mà người chủ nhân mới người ta mua được cái chùa người ta đã dán cái bảng là 90 ngày nữa là mọi người phải dọn ra thì coi như thí dụ như tới nơi không có gặp mặt ai không gặp mặt ai trực tiếp nhưng mà người ta để lại cái notice người ta có số điện thoại thì không có thể nói là không có biết gì không có biết liên lạc không có ai liên lạc có liên lạc người ta liên lạc bằng một cái tờ giấy dán trước cửa chùa người ta liên lạc bằng cách là để cho mình một cái số phone thì cái đó là nói là không có liên lạc ấy, thì chỉ là một cái cách nói là có thể là ông Huỳnh Tuấn Lê chưa bao giờ có mặt ở chùa trong lúc ông chủ mới này tới gõ cửa thôi chứ còn uh, ông là Wow hồi trước thì không biết sao nhưng bây giờ là chắc chắn là ông ký tên dưới đây, ông là đại diện của chùa rồi. Thì thì ông phải biết là có một người đã dán giấy trước cửa có số điện thoại không chịu gọi là lỗi của ông chứ không ai trơn. Và theo như cái thông báo này của bên chủ nhân mới thì bên chùa sẽ có 90 ngày để mà dọn ra. Thì 90 ngày là tính từ ngày 5 tây tháng 1 của năm 2024. Như vậy thì tính đến là ngày đến ngày 5 tây tháng 4 của năm 2024 là đến cái thời hạn cuối mà những người ở trong chùa đó phải à, phải rời ra nhưng mà bây giờ thì sao chúng ta chỉ còn có khoảng hơn 2 tuần thôi nhưng mà chùa chưa có động tĩnh gì hết về cái chuyện rằng là ủa sẽ như thế nào mua lại hay không nhưng mà chúng ta biết một cách chắc chắn như ông Huỳnh Tấn Lê nói rằng là à, tôi nhận cái trách nhiệm với các phật tử là phải giữ lại cái chùa này nhưng mà giữ bằng cách nào trong thời gian qua khi mà nhiều phật tử nghe đến cái chuyện là chùa đã bị bán thì khi mà người ta gọi đến, người ta quan tâm đến vấn đề mà tro cốt của thân nhân họ đang để ở trong trong chùa đó, thì bây giờ phải làm sao? Nhưng mà nhiều người gọi đến á, thì được chùa trấn an rằng là, ô, chùa sẽ giải quyết hết, không có chuyện gì hết. Chú nghĩa là mọi việc ở đâu vẫn còn đó. À, bên cạnh đó, thì có một số người liên lạc với những cái ngôi chùa ở quanh vùng Lý đô Sài Gòn này để muốn mang cho cốt của họ, người thân họ qua những ngôi chùa đó để gửi với mục đích là nếu như chùa Bát Nhã mà lỡ lỡ như chùa Bát Nhã không mua lại được Phật tử không mua lại được thì bây giờ người thân của họ mất rồi để ở đâu thì những cái chùa có một số chùa quanh đây họ đã nói rằng là họ không nhận những hũ tro cốt từ chùa Bát Nhã đưa qua thì điều đó nói lên cái gì Ngọc Lan lúc đầu cũng đang suy nghĩ rằng là ô như vậy chùa Bát Nhã một bên là có chủ mới rồi một bên thì các Phật tử với khi mà họ nghe cái chuyện mà chùa đã bị bán thì họ rất là phẫn nộ rồi cũng đi lên gặp cảnh sát rồi theo như ông Huỳnh Tấn Lê thì nói rằng là cái việc này đang có luật sư đồ vào cuộc vân vân nhưng mà mọi việc có vẻ rất là êm ấm như vậy thì nhiều người cũng nói rằng là bây giờ đây là một cái tài sản là của một cái tổ chức bất vụ lợi mà chuyển sang cho một cá nhân thì điều đó thấy là rõ ràng là nó phạm pháp, nó không có hợp lý. Nhưng mà bây giờ đó cái không hợp lý này bây giờ nếu mà đi thưa ra thì cái cách thưa thưa sẽ như thế nào và cái người mà thực hiện cái việc mà sang nhượng đó mà trong này chúng ta thấy trên giấy tờ là sư cô hội chiếu đó thì sẽ bị cái gì có lẽ mời anh nhiên khi mà ngọc lan nhìn thấy cái tờ giấy này à, chị ngọc lan thì chỉ hơi bị sốc khi nhìn thấy cái tờ giấy này À, đây là một tờ giấy của um, luật sư của hai cô mà kiện chùa ấy, khi mà họ khám phá ra là um, chùa uh, trước hết tiền hết là cái chuyện mà chùa dung túng cho ông thầy Tích Quỳnh Trí mà sàm sỡ cha con ấy, thì là đó là chủ đề của cái chuyện kiện nhưng mà trong khi đó thì, thì lại lén lén đem sang tên cho uh, sư Cô Huệ Chiếu um, thì họ mới um, họ mới khiếu nại lên um, sở tư pháp cũng hay là bộ tư pháp của tiểu bang California tại vì trên nguyên tắc ấy, là các cái cơ sở phi lợi nhuận là không phải của riêng ai hết các cơ sở phi lợi nhuận là của của chung tất cả mọi người của chung bá tánh coi nói vậy đi cho nó dễ hiểu thì ai là người đại diện bá tánh ở California là chính quyền California là người đại diện bá tánh ở California và người mà đại diện mà để làm các thứ tiện tụng này nọ cho bá tánh của California là bộ tư pháp nếu mà có gì sai trái trong cái chuyện mà sang nhượng từ một cơ sở phi lợi nhuận tới cá nhân sư cô hội chiếu uh, những ai mà có thể quen biết với sư cô hội chiếu thì có thể có thiện cảm gì đó nhưng mà bottom năm vẫn là hàng đồ của ba tánh tài sản của bá tánh tự dưng bây giờ thành tài sản của một cá nhân thì uh, thường thường thì uh, bộ tư pháp sẽ sẽ nhảy vào cuộc nhưng mà khi mà được khiếu nại lên á thì bộ tư pháp trả lời bằng một cái thư mà có thể tóm tắt nói là ồ tụi tôi nhiều việc lắm tụi tôi không có, sẽ không có dính vào vụ này. À, à, liệt kê một đống thư lý do nhưng mà mình đọc cái đó mình hiểu trong đầu á, là người ta nói là ồ tụi tôi nhiều việc quá tụi tôi không làm. À, mọi mấy người tôi thấy mấy người có luật sư mấy người muốn làm gì mới làm, mấy người làm đi. Đó đây là cái lý do mà ngọc lan à, sau khi mà ngày hôm hôm qua à, nhận được cái tờ này xong đó thì ngọc lan nói một cách rằng là xong chùa bát nhã đã được sang nhượng và tiền chạy vào túi của một ai đó một cách rất là ngọt ngào và êm dịu phật tử cộng đồng ở đây coi như là không làm được gì hết tại sao nói không làm được gì là bởi vì sao bây giờ đó Uh, nhưng bữa giờ mọi người cứ uh, giống như là uh, nhốn nháo lên nói là ô phải đi thưa phải đi kiện đi cái này là tội sự vân vân bây giờ đi thưa đi kiện thì cái câu trả lời của bên bộ tư pháp là như thế này chúng tôi không giải quyết bởi vì nhân sự chúng tôi không có đủ và liên quan đến những cái vấn đề tôn giáo thì chúng tôi cũng ít có đụng vào thì đó là cái nội dung của cái thư của bên bộ tư pháp liên quan đến chùa bát nhã luôn như vậy thì chỉ còn lại là gì ở trong này yêu cầu là nếu muốn thì quý vị tự mượn luật sư để đứng ra đi kiện. Thì bây giờ nếu như mà Ngọc Lan nói chuyện này với anh Hậu Nhiên, ok. Bây giờ nếu như chùa phật tử cảm thấy bất bình về cái chuyện này, thì phật tử hợp lại để kiếm luật sư kiện. Nhưng mà giờ luật sư kiện thì sẽ kiện ai? Um, hồi nãy. Chị Ngọc Lan có nói về cái chuyện là tiền mà về vào tay ai đó Thì là bây giờ mình coi thử cái số tiền đó là bao nhiêu ừ. Tại vì thường thường á Ở ở đâu không biết Nhưng mà ở xứ Mỹ này á Là hỏi là kiện ai á Thì trước tiên hết là thấy ai nhiều tiền nhất thì kiện người đó trước okay? Rồi um, um, ai ít tiền hơn nhưng có lỗi cao hơn Thì kiện người đó thứ nhì Xong rồi cứ theo cái thứ tự đó mà đi xuống từ từ Thì cái số tiền á bây giờ đó là lần trước chúng tôi đã nói rồi qua lược qua các cái, uh, cái cái transaction các cái chuyện mà tiền bạc qua lại ấy thì bây giờ tóm tắt lại đầu tiên hết ấy, là có một cái món nợ một triệu ba mượn của một công ty là Chung Development sau cái một triệu ba đó thì miệng tới một triệu bảy um, xong rồi sau đó thì thấy là cái lien của 1 triệu 3 nó nó được rút ra tức là mình có thể giả sử rằng cái 1 triệu 7 đó dùng để trả cái tiền nợ 1 triệu 3. 1 triệu 7 trừ 1 triệu 3 thì còn 3, còn 400 ngàn. không? Rồi xong rồi để miết một hồi á. Cho là trong tay là có 400 ngàn tiền mặt. để cái số 4 để cho nhớ. Rồi không có chịu trả tiền người ta. Người ta đi siết nhà. Người ta phát mãi à, trong khi đó cái số tiền 17 nó 1 triệu 7 nó lên tới 2 triệu 2 và người ta bán được với giá 3 triệu 6 à, xin lỗi 2 triệu 4 2 triệu 4 và người ta bán được với giá 2, 3, trăm, 3, triệu 6 thì người ta lấy cái phần 2 triệu 4 của người ta và người ta thối lại cái này là là, là, là nguyên tắc của cái chuyện bán phát mãi á, là thối lại cho con nợ tại vì người ta chỉ có được quyền lấy cái 2 triệu 4 thôi 3 triệu 6 trừ 2 triệu 4 là còn 1 triệu 2 1 triệu 2 đó trả lại cho con nợ tức là sư cô Huệ chiếu đấy cộng thêm cái 400.000 của có sẵn từ cái 1 triệu 7 1 triệu 3 đấy 1 triệu 2 cộng 400.000 là nhiều cô giáo tự dưng cái trừ không được Thank you 1 triệu 6 tức là trên giấy tờ tức là theo các cái check mà gửi qua lại từ các công ty mà cho nợ đấy là có tổng cộng 1 triệu 6 được gửi đến cho sư cô Huệ chiếu Bây giờ có những người người ta sẽ không có tin rằng cô sư cô Huệ Chiếu cá nhân cổ ôm cái một triệu sáu đó để vân vân. Thì tất nhiên là wow, nếu mà sư cô Huệ Chiếu không có ôm cái một triệu sáu đó thì là sư cô Huệ Chiếu chuyển cho ai? Ai là người mà mình có thể dùng cái chữ giật dây hay là suối dục mà cố làm nguyên một cái dọc giấy tờ này. Cái người đó khôn tới mức biết là bộ tư pháp cũng không có rảnh để mà làm gì cho nên họ dễ dàng mà ok phạm luật nó không sao cứ làm đi bộ tư pháp không có cuống để cuối cùng có được một triệu sáu trong tay rồi chia chác gì đối với nhau đó thì mình không biết à, thì hoặc là cô huệ chiếu đang ngồi đâu đó với một triệu sáu trong tay hoặc là cô đã chia chác với một người nào khác hoặc nhiều người khác cái số tiền một triệu sáu đó rồi à, bây giờ phật tử có muốn kiếm ai để mà đòi lại cái một triệu sáu đó thì là cũng là một cái câu hỏi là Ủa bây giờ, giờ nó đi đâu rồi Dạ, yeah. à, lúc đầu đó khi mà khi mà chưa chưa biết cái chuyện mà bên Bộ Tư pháp thật ra họ đã gửi cái thư này từ tháng 4 của năm 2023 đó. Thì Ngọc Lan vẫn đang suy nghĩ, ok nghe là Phật tử bên chùa với uh, sự hướng dẫn của ông Huỳnh Tấn Lê là đã lên cảnh sát gặp rồi sẽ làm đơn kiện vân vân kiện ra nhưng mà rồi đến khi mà nhìn thấy này vào wow, mình thấy rõ ràng ngay từ lúc đầu đã nói như có một cái sự sắp đặt sẵn à, chùa đã được sang tay sang tay để cuối cùng là sao bây giờ những người mà có trách nhiệm ở chùa đó mà những người đã từng ký những cái check để mà nhận những số tiền này đều không còn một cái vị trí nào ở trong chùa bát nhã chùa bát nhã trên danh nghĩa cũng không còn một cái cơ sở vật chất nào hết bởi vì cơ sở vật chất đó đã, đã thuộc về người khác rồi như vậy thì bây giờ nếu mà đi kiện kiện cái cái tổ chức chùa bát nhã thì cũng như là không có đồng tiền nào hết à, rồi kiện ai nữa à, kiện sư cô huệ chiếu thì sư cô huệ chiếu bây giờ ở đâu bởi vì trên danh nghĩa cô không còn trụ trì nữa cô có còn đang ở mỹ hay cô đi đâu rồi cũng không ai biết ở đâu hết rồi kiện là bằng cách nào chưa kể trong tinh thần của người phật tử trong tinh thần của phật giáo người ta rất là tôn trọng các vị thầy các vị sư cô và quả thật là trong thời gian qua bản thân chúng tôi khi mà thực hiện cái phóng sự này đưa ra những cái bằng chứng thì cũng có nhiều người nói như là chúng tôi đi tạo nghiệp chùa ở đâu vẫn còn có đó sao tự nhiên khuấy động nhưng mà rõ ràng tất cả những thiệt hại này thuộc về ai đó là thuộc về những người phật tử những người đã đóng góp cho chùa mà hiện bây giờ toàn bộ tài sản đó đã vào túi một ai đó rồi không còn gì hết thì bây giờ nói cái chuyện tiếp theo như vậy thì nếu mà họ tính đến cái đường là tẩu tán hết tài sản rồi nhưng mà chùa bát nhã có bị mất đi hay không nó sẽ có di dời hay không thì câu trả lời cũng chắc chắn là không có nghĩa là ngọc lan vẫn tin chắc rằng cái địa điểm mà vốn đã dựng cái bản chùa bát nhã đó nó vẫn sẽ còn ở đó là bởi vì sao bên mà chủ nhân mới thì họ cũng đã đồng ý cái việc thứ nhất là họ cho thuê lại theo cái giá hợp lý À, mặc dù có có discount cho chùa giống như họ nói hoặc là muốn mua lại họ cũng bán theo cái giá uh, thị trường và cũng có discount cho cho uh, bên uh, bên chùa. Nhưng mà bên chùa thì hiện tại bây giờ trong vòng uh, hơn 2 tuần nữa thì có đủ cái số tiền để mua lại cái chùa đó hay không? Mua lại cái cơ sở hay không? Phật tử cho cốt của người thân mình ở đó mà bây giờ di dời đi đâu? Thì bây giờ nếu mà nói là ok, tất cả chúng ta đóng tiền lại để giữ lại cái chùa này À, giữ lại cái nơi cho người đã khuất Được tiếp tục uh, ở yên ổn Thì người ta có làm không Ngọc Lan tin chắc rằng Phật tử sẽ làm Bởi vì ai cũng nghĩ Nghĩa tử là nghĩa tận Không có muốn di dời những cái chuyện đó Và cái chùa đó đã lên như vậy rồi Thì chỉ còn một cách là Ok cái tiền kia chạy hết rồi Bây giờ tự Phật tử sẽ bắt đầu quyên góp Để đóng lại coi như là Một cái mới à, Và một cái ban chấp hành mới cũng đã được uh, Dựng ra rồi Thì bây giờ những người này sẽ mình thấy ấy, mình ừ. thấy là nếu mà có một cái sự nếu nếu mình tin như bác sĩ Michael Đào nói là có một cái sự sắp xếp ấy thì mình cũng hiểu được là cái người sắp xếp đó tổng tính tới cái chuyện là ủa bây giờ mai mốt mất chùa thì sao. Um, nhưng mà cái này cũng giống như là là, là đi bắt con tin đấy. Không? Bây giờ cho cốt trong đó bây giờ không trả tiền cái xong rồi, bây giờ cho cốt của người thân của mình nó bị chuyện gì sẽ xảy ra đối với cái số cho cốt đó. Thành ra làm gì gì cũng phải chịu khó mà, mà mà móc tiền ra thành ra coi như là nếu mà nếu mà có cái sự sắp xếp này thì cái sự sắp xếp đó quả thật là có cái 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 thông minh trong đó là tại ta biết trước là Rất không có ai anh. mà dám mà, yeah. mà 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 không chịu bỏ tiền ra để mà giữ cái chỗ cho cho cốt của thân nhân đến bây giờ này thật sự nói rằng là ở bên phía chùa đã có luật sư đã có kiện tụng rồi nhưng mà cái hồ sơ kiện đó đến giờ này đi đâu đi đâu nếu mà gửi lên uh, cho bộ tư pháp thì câu trả lời là đây người nào mà đã dàn dựng sẵn họ đã biết hết những cái điều này rồi. Bây giờ nếu như là cái chùa đó nếu được thuê lại lúc đầu cũng có người đánh tiếng là nghe là 40.000 đô la một tháng, nhưng mà cái thu vô của chùa theo như tính toán là nó nhiều hơn, vẫn vẫn có lời, vẫn có lời. Cho nên tại sao mà tất cả cái câu trả lời là bình chân như vậy, à, mặc dù vẫn nghe rằng là ở uh, chúng tôi đang làm, chúng tôi đang làm, nhưng cái thông báo chính thức chưa hề có, chưa hề có bất kỳ một cái thông báo chính thức nào hết từ chùa Bát Nhã, từ cái lúc mà những cái sự việc này nó lùm xùm lên, chưa hề có một cái thông cáo báo chí nào hết, chưa hề có một cuộc gặp gỡ phật tử nào hết, tất cả đều không, chỉ có những cái được coi là ờ cuộc họp kín của những người trong ban quản trị thôi, còn phật tử thì họ chỉ uh, nghe thì họ gọi đến vân vân, hoàn toàn không có một cái gì để thông báo chính thức cho phật tử, những ai quan tâm gọi đến thì được trấn an rằng là chuyện ở đâu nó còn có đó, mọi việc không có gì phải lo hết. Tức là họ tin chắc rằng chùa Bát Nhã vẫn còn đó và cái tiền đó ở đâu để trả tiền thuê hay là mua lại thì sẽ là tiền của Phật tử. Cho nên Ngọc Lan mới mới nói rằng là người nào đã đứng ra để mà sắp đặt vụ này rất là tinh vi, rất là khôn khéo và họ biết biết rất rõ được là ở phần bộ tư pháp hoa kỳ cái cách hành động của họ là làm sao lúc đầu khi mà ngọc lan thấy sư cô huệ chiếu nhiều người nói là sư cô huệ chiếu như là một con cờ bị thí thì nói nếu như vậy phạm tội như vậy lỡ điều tra bị bắt thì sao tại sao mà thí mà thí quá mức như vậy hy sinh luôn một người chủ trì nhưng mà bây giờ thì mình đã hiểu sẽ không có chuyện gì xảy ra đối với những người đó thì đó là những gì mà chúng tôi đã tìm hiểu được uh, trong thời gian qua uh, anh hậu nhiên còn muốn bổ sung thêm điều gì đó Thành ra coi như một cái thế tóm tắt là như vậy. Có một cái số tiền 1 triệu 6. Và ai đó đã được giữ 1 triệu 6 đó. Người đó sẽ không có phải là người phải giải quyết cái chuyện mà cứu cái chùa. Người cứu chùa sẽ là những người mà đang có cho cốt ở trong đó. Thì phải cứu chùa thôi là tại vì thân nhân mình nằm ở đó. Thì gia đành phải cứu. Là chịu khó mà bỏ tiền ra. À, người mà sàm sỡ che con sẽ không bị gì cả. À, và nạn nhân của cái vụ sàm sỡ cũng sẽ không được gì cả. À, thành ra kể uh, riêng về phần tiền bạc, thành ra coi như là về tiền bạc các cái người nào mà cái người mà giỏi nhất ở đây là người đang một hoặc nhiều người mà đang chia nhau cái một triệu sáu đó. Xin à, nhắc lại cái chuyện mà anh Hậu Nhiên nói một triệu sáu đó, ở trong khi uh, nhiều cái thì người ta căn cứ người ta nói là cái tiền mà sư cô hội chiếu mượn là một triệu bảy, rồi sau đó cái tiền mà thối lại khi mà bán cái chùa đó trả nợ rồi còn dư lại là uh, một triệu một ở triệu, triệu một triệu hai thì cộng lại là một yeah, 1 triệu 2, 1 triệu ba gì đó cộng lại là around khoảng 3 triệu nhưng mà tại sao cái số tiền mà ở chúng tôi nhắc ở đây là chỉ có khoảng 1 triệu 6 là bởi vì căn cứ theo những cái hồ sơ của chùa đó thì vào năm 2018 là lúc đó tự dưng uh, chùa lúc đó vừa mới manh nha cái chuyện mà thư kiện đó là tự nhiên chùa đang không thiếu nợ gì hết cái bỗng dưng rút ra uh, đi mượn 1 triệu ba mượn một triệu ba rồi xong rồi cái đến trước cái đến lúc mà sư cô hội chiếu mượn một triệu bảy á thì cái số tiền một triệu ba đó nó được release tức là đã trả rồi thì mình tự nghĩ rằng là có lẽ lấy một triệu bảy kia trả một triệu ba đó cho nên là còn lại là khoảng 400 trăm ngàn uhm, thì đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi đến với quý vị qua những cái phần mà chúng tôi đã tìm hiểu từ hôm trước đến bây giờ hy vọng rằng là À, những cái thông tin mà à, Chúng tôi đã gửi đến quý vị Sẽ à, giúp ích được cho quý vị ít nhiều Và quý vị sẽ nhìn xem à, Không biết đây có phải là Tạo tiền đề cho những ngôi chùa khác Trong tương lai bởi vì chúng ta thấy Một cái sự sang nhượng nó quá là dễ dàng Quá là dễ dàng khi một cái chùa Là, là tổ chức bất vụ lợi Chuyển qua một cá nhân Cá nhân xong đẩy đi bán một cái khác Mà không ai làm được gì họ hết Thì à, không biết nói là sao hết <laughs> Cảm ơn anh Hậu Duyên đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác.